viên Trang Lương và Tuyết Nha xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán giả dành cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua đã đồng hành với đài. Trở lại là bản tin từ Pakistan, người dân đổ xô đi đóng thuyền khi nhu cầu tăng cao giữa mùa lũ lụt. Người dân tại tỉnh Sindh miền Nam Pakistan đã gấp rút đóng thuyền để đáp ứng nhu cầu mới do lũ lụt nhiều nơi trong khu vực này. Vùng đất nơi những phương tiện giao thông và những toa xe chở gia súc di chuyển vài tuần trước nay đang bị nhấn chìm dưới vùng nước lũ rộng lớn ở những khu vực xung quanh hồ nước ngọt lớn nhất tại Pakistan. Thuyền đã trở thành phương tiện vận chuyển chính đưa người và đồ đạc tới nơi an toàn. Theo Ghulam Nabi, đang tìm mua một chiếc thuyền mới đóng. Một chiếc thuyền được bán với giá khoảng 200.000 rupee, có nghĩa là khoảng chừng gần 900 Mỹ Kim. Tỉnh Sindh đã chứng kiến một lượng mưa nhiều hơn 466% so với mức trung bình. Mưa gió mùa kỷ lục và sông băng tan chảy ở vùng núi phía bắc Pakistan gây ra lũ lụt cuốn trôi nhà cửa, đường sắt, cầu cống, vật nuôi, hoa màu. Ít nhất 1.391 người tử vong. Chính phủ Pakistan cho biết cuộc sống gần 33 triệu người đã bị gián đoạn. Hồ Pinko của Senegal đã bị nước lũ đe dọa sau trận mưa lớn. Sau những ngày mưa như chút nước thì người thợ khai thác muối Bakbakar Ba chỉ biết nhìn trong tuyệt vọng khi nước lũ làm vỡ một trong những khoảng trống nhiều mét ở phía bên hồ Pink của Senegal và cuốn trôi những ụ muối trị giá hàng ngàn Mỹ Kim mà anh gom được. Senegal giống như các quốc gia khác ở khu vực Tây và Trung Phi đã ghi nhận được lượng mưa trên mức trung bình trong thời gian những tuần gần đây, gây ra lũ lụt tàn phá sau khi hệ thống thoát nước kém bị hỏng. Được ngăn cách bởi một dải cồn cát khỏi Đại Tây Dương, hồ nằm cách thủ đô Dakar của Senegal khoảng 21 dặm. Đây là một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất của đất nước và được xem là di sản thế giới của UNESCO. Với tên gọi chính thức là hồ Red Bar, nó có màu hơi hồng từ một loại tảo tạo ra sắc tố màu và giống như biển chết, nó cũng được biết đến với hàm lượng muối cao. Anh Ba là một trong những số hơn 3.000 người kiếm sống từ hồ, trong đó có hàng trăm thợ lặn cào muối thủ công từ đáy hồ, sản xuất khoảng 38.000 tấn muối mỗi năm. Adali Fati, một nhà thủy văn học và là giảng viên của Đại học J. Anta Diop của Dhaka, nói với Reuters rằng mực nước dâng cao ở các cao nguyên xung quanh tích tụ tự nhiên vào hồ nước trũng. Ông cũng nói thêm do hồ đã nhận được nhiều nước lũ, nó có thể tác động đến hàm lượng muối và màu sắc của hồ và nước có thể bị ô nhiễm. Đứng trong khu trại của mình một nửa dưới nước, Dieng, người điều hành một khu cắm trại ở bờ biển, cho biết các chuyến tham quan bằng thuyền trên hồ trở nên nguy hiểm vì độ sâu của hồ đã tăng lên rất nhiều. Liên minh Âu Châu tăng rào cản đối với du khách Nga đi vào khối này từ ngày 12 tháng 9. Liên hiệp Âu Châu làm cho người Nga gặp khó khăn và tốn kém hơn khi họ đi tới khối này từ thứ Hai 12 tháng 9, khi EU chính thức ủng hộ việc đình chỉ thỏa thuận về tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp visa, hành động liên quan tới cuộc xâm lược của Nga tiến hành ở Ukraine. Ngày 9 tháng 9, Hội đồng Liên hiệp Âu Châu, nơi tập hợp các quốc gia thành viên, đã thông qua quyết định từ ngày 12 tháng 9, họ sẽ đình chỉ bản thỏa thuận thị thực có hiệu lực từ năm 2007. Thỏa thuận về tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho phép công dân của các đối tác tin cậy của liên minh được ưu tiên đi vào khối. Hội đồng cho biết với cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ và phi lý, bao gồm những cuộc tấn công bừa bãi nhắm vào dân thường, Nga đã phá vỡ lòng tin này, chà đạp lên những giá trị cơ bản của cộng đồng quốc tế chúng ta. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã phản đối quy định mới bắt đầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ vừa gửi tới bức thư tới Thủ tướng Việt Nam là Phạm Minh Chính để phản đối quy định mới bắt các hãng công nghệ phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Theo như Bloomberg, bức thư được gửi đi vào ngày 9 tháng 9 bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng với Liên minh Internet châu Á đại diện cho các hãng công nghệ lớn gồm có Google, Meta và Amazon. Theo như bức thư thì nghĩa vụ áp đặt đối với các hãng công nghệ trong quy định mới là một gánh nặng rất lớn đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và có thể gây tác động đáng kể lên môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam. Trong thư này, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đã chỉ ra rằng câu chữ trong một số điểm của quy định mới mù mờ và tạo ra sự không chắc chắn liên quan đến các hành động đáp ứng khi cần thiết. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định mới. Theo đó, thì các hãng công nghệ cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các hãng truyền thông phải có nghĩa vụ phải lưu lại Việt Nam dữ liệu người sử dụng ít nhất trong vòng 24 tháng. Các hãng nước ngoài có 12 tháng để lập kho dữ liệu, lưu trữ, địa phương và văn phòng đại diện sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Công an. Các dữ liệu phải lưu trữ gồm thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, tên tài khoản sử dụng dịch vụ, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng đăng nhập,
đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký được gắn với tài khoản hoặc dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác. Nghị định mới sẽ bắt đầu đi vào hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Bắt giam chủ karaoke cháy ở Hà Nội hồi tháng 8 khiến 3 công an thiệt mạng. Chủ karaoke Isis tại 231 phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Phạm Duy Hùng bị cơ quan khởi tố bắt giam. Đây là nơi xảy ra hỏa hoạn ngày 1 tháng 8 khiến 3 người đã bị hy sinh. Tin cho biết rằng ngày 9 tháng 9 dẫn nguồn từ ông Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc của Công an Hà Nội đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Ủy ban thành phố. Ba nạn nhân khi đang tham gia chữa cháy trong khu vực karaoke số 231, tên là Đặng Anh Quân, đội trưởng cảnh sát cứu hỏa, Đỗ Đức Việt là viên chức và Nguyễn Đình Phúc là người làm nhiệm vụ. Tin cho biết hỏa hoạn xảy ra vào 1 giờ 3 phút chiều và tổ chức cứu hỏa của quận Cầu Giấy sau khi hướng dẫn đưa được 8 người ra ngoài. Nhưng khi họ trở lại đi lên tầng trên thì cầu thang bị sập, đường vòi chữa cháy bị đứt, trần nhà đã sập đè chết 3 người. Giới chức đưa ra kết luận ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra vào khi công việc hàn xì để sửa chữa quán karaoke đang được tiến hành. Tin về việc bắt giữ chủ quán karaoke ở Hà Nội được đưa ra khi công luận trong nước đang còn bàng hoàng về vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú, Bình Dương ngày 7 tháng 9 đã khiến cho 33 người thiệt mạng. Ba công ty trong vụ tràn dầu Huntington Beach nộp phạt thêm 4.9 triệu đô la. Công ty dầu ở Houston và hai công ty con dính líu vụ tràn dầu ngoài khơi của biển Huntington Beach năm ngoái đồng ý không phản đối 6 tội nhẹ mà họ bị truy tố ở tòa thượng thẩm Orange County, đồng thời chấp nhận nộp phạt 4.9 triệu đô la cho tiểu bang California và Orange County. Theo như bản tin trên nhật báo The Orange County Register, các công ty này bị phạt vì không kịp thời thông báo cho giới chức hữu trách biết vụ tràn dầu này, do đó làm hại những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng và làm ô nhiễm vùng nước của California. Công tố viên tiểu bang và địa phương cho hay hôm thứ Năm 8 tháng 9, các bên đạt được thỏa thuận đó sau khi công ty Amplify và hai công ty con Beta Operating Corporation và San Pedro Bay Pipeline mới đây đã đồng ý nhận tội tại tòa liên bang đối với tội vi phạm đạo luật nước sạch của liên bang, đồng thời chấp nhận nộp phạt và bồi thường gần 13 triệu đô la. Thưa quý khán giả, và bản tin cộng đồng vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC TV qua phần trình bày của Dương Ngôn Viên, Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Và rất mong sẽ được gặp tất cả quý đồng hương và các em nhỏ trong chương trình vui Tết Trung Thu sẽ được diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào 6 giờ cho tới 9 giờ, ngay tại hội trường, bên trong hội trường của Chùa Điêu Ngự, tọa lạc tại 14472 Trenton Street, thành phố Westminster, với rất nhiều những chương trình vui chơi, giải trí, ca nhạc, ảo thuật dành cho các em nhỏ. Các em khi đến vui lòng đến phòng, đến chỗ check-in để nhận những lá thăm trúng thưởng, và các em sẽ được nhận bánh trung thu free lồng đèn cũng như là rất nhiều những trò chơi như là cuộc thi vẽ về đề tài tự chọn hay là thi mặc quốc phục đẹp được BNT Insurance là Hoa hậu Trang Lương tài trợ 2 giải thưởng, thưa quý vị. Và rất là nhiều những cơ sở kinh doanh thương mại khác đã tài trợ lần lượt những giải thưởng khác và những món quà để cho các em bốc thăm trúng thưởng trong suốt chương trình vui Tết Trung Thu vào chiều hôm nay. Rất mong sẽ gặp lại tất cả quý khán thính giả, quý đồng hương và các em nhỏ trong chiều hôm nay. Vâng, và cũng như giống như Tuyết Nha vừa mention thì rất là cảm ơn nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance với hơn 10 năm trên thị trường, cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm và đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng, cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance có 3 địa chỉ tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemith, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình đặc sắc như chương trình quỹ về hưu có bonus lên tới 35%. Nếu quý vị bỏ tiền vào quỹ về hưu của mình 100.000, quý vị sẽ được bonus 35.000. Và nếu quý vị bỏ vào quỹ về hưu của mình 1 triệu, quý vị sẽ được 350.000 bonus. Và cũng có những chương trình đặc sắc về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, nhà và business workers comp. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng, an lạc và cũng chúc mừng Tết Trung Thu đoàn viên bên gia đình.